Hello, chào các anh em, chào mừng các thằng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện một chai nước hoa mình nghĩ rằng cũng khá là hot trong thời gian vừa rồi. Có một số các anh em đã comment đề nghị mình review và chia sẻ cái quan điểm cá nhân về mùi hương của chai nước hoa Amarth Silage. Đó. Và trong cái video của mình ngày hôm nay, mình sẽ nói cái quan điểm cá nhân của mình, những cái điểm mình cảm thấy tốt và những cái điểm mình cảm thấy không tốt về chai nước hoa này. Và cũng giống như mọi video trước, mình sẽ có cái kết luận là có nên mua chai nước hoa này hay không dựa trên cái quan điểm cá nhân của mình. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm, có thể là chai full, có thể là chai chiết, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính video của ngày hôm nay, đó là review chai nước hoa của nhà nước hoa Amarth và nó có tên là Club de Nuit Silage. Ok, let's go. Ok, trước tiên chúng ta hãy cùng nói những cái điểm tốt về chai nước hoa này. Điều đầu tiên đó là nếu như có một cuộc xếp hạng top 10 chai nước hoa clone xuất sắc nhất hiện nay thì chắc chắn Amarth Club de Nuit Silage sẽ nằm trong top 3. Nó được coi là một phiên bản clone của một sản phẩm của nhà Creed, đó là Silver Mountain Water. Và chai nước hoa này đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đó là giống với mùi hương của phiên bản gốc, và nó còn cải tiến rất nhiều so với phiên bản gốc. Cải tiến những cái gì thì mình sẽ nói ở điều sau. Còn điều đầu tiên mình thấy chai nước hoa này đã làm rất tốt, đó là nó đã làm giống với phiên bản gốc và thậm chí nó còn xuất sắc hơn ở một vài khía cạnh. Và nếu như các anh em cần tìm một cái mùi hương xuân, thu và đông đa dụng, giá không phải là rẻ nhưng không phải là đắt, thì Amarth Club de Nuit Silage chắc chắn là cái mùi hương như thế. Với cái mùi hương khá là khó để diễn tả, bản thân mình kể cả ví dụ như cái sản phẩm của nhà Creed cũng thế, thì mình thấy rằng đây là cái mùi hương nó thơm một chút, giống như hương hoa, một chút hơi nồng nàn. Nói chung là một người nó cảm giác nó rất là dễ chịu, nó rất là đưa đẩy và rất là đa dụng. Thì đây là một trong những sự lựa chọn rất là tốt cho xuân, thu và đông, nhất là một cái thời điểm hiện tại ở Hà Nội ngoài Bắc này, trời thì không phải là quá lạnh, cũng chưa đến mức vào mùa hè, thì Amarth Club de Nuit Silage chính là cái mùi hương rất là thú vị để các anh em tham khảo. Và đây là cái điều đầu tiên mình thấy tốt ở chai nước hoa này. Điểm thứ hai về chai nước hoa này đó là cái hiệu năng mùi của nó có thể gọi là khủng khiếp. Thực sự là dùng từ khủng khiếp. Và so với phiên bản gốc đó là Creed Silver Mountain Water thì tốt nhất là quay mặt vào tường để mà xấu hổ. Bởi vì với chai nước hoa này chúng ta chỉ cần 2 đến 3 shot là có thể đảm bảo hiệu năng mùi. Mình nghĩ rằng khoảng tầm 10 tiếng đồng hồ, 10 tiếng đồng hồ trên da của mình, đó là 10 tiếng. Và nếu như chúng ta không đi ra ngoài, chúng ta ở trong một cái phạm vi ví dụ như office, có nghĩa là ngồi cả ngày, thì mình cho rằng hoàn toàn có thể đảm bảo được khoảng trên 15 tiếng đồng hồ hiệu năng của mùi bám trên da đó. Và cái độ tỏa mùi cũng rất là tốt, độ tỏa mùi rất là xuất sắc. Thì Creed Silver Mountain Water thực sự là nên quay mặt vào tường để mà cảm thấy xấu hổ, bởi vì với cái mức giá đắt hơn rất là nhiều, nhưng về hiệu năng của mùi thì chai nước hoa này không có gì để nói, bởi vì quá kém đó. Còn lại Amarth Club de Nuit Silage thì lại khác, hiệu năng mùi rất là tốt, bám rất là tốt, tỏa cũng rất là ok. Và đấy là cái điểm thích thứ hai về chai nước hoa này. Điều thứ ba đó là sự đa dụng, sự linh hoạt của chai nước hoa này. Ngoại trừ môi trường văn phòng thì mình cảm thấy nó không quá là hợp, bởi vì nó hơi nồng nàn, nó hơi độ tỏa hương nó hơi xa một chút. Còn lại đi cà phê, đi party, đi tụ tập hoặc bất kỳ một cái dịp nào đấy, kể cả đi hẹn hò, nếu như các anh em muốn, hoàn toàn có thể sử dụng chai nước hoa này. Và đấy là một cái điểm cộng rất là tốt, đó có nghĩa là cái sự linh hoạt mùi hương của nó rất là tốt. Ngoại trừ office, mình nhắc lại chai nước hoa này không phải để dùng đi làm. Thực sự là mình nghĩ rằng chai nước hoa này khi mà xịt đi làm nó không có một cái sự đàn ông, nó không có cái sự gọi là lịch sự, nó hơi gọi là hơi bay bổng quá. Do vậy
ngoại trừ office thì tất cả những cái dịp còn lại nó đều rất là ok. Tổng kết lại, 3 điểm tốt ở chai nước hoa này đó là nó là một trong những chai nước hoa clone xuất sắc, một hiệu năng mùi rất là tốt và sự linh hoạt mùi của nó khá là rộng. Đó, đây là 3 điểm ok về chai nước hoa này. Còn cái điểm mình cảm thấy chưa tốt ở chai nước hoa này đó là chai nước hoa này thực sự khi mà sử dụng chúng ta phải hết sức chú ý về số lần xịt. Nếu như mà chúng ta vẫn quen tay mà xịt giống như kiểu 5 đến 6 sọt trong một lần xịt thì cái khả năng mà nó gây ra cái khó chịu cho mọi người xung quanh khi mọi người là rất cao. Bởi vì thực sự là nó cái độ tỏa mùi của nó hơi nhiều khi nó tốt quá lại thành hại cho mình. Đó, cái gì mạnh quá, cái gì mà tốt quá cũng chưa chắc đã là tốt cho chúng ta. Bởi vì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ phải hết sức chú ý về cái số liều lượng xịt này. Chúng ta sẽ phải để ý những cái không gian, cái dịp mà chúng ta sẽ đến. Bởi vì đôi khi mạnh quá cũng không phải là tốt. Nó sẽ dễ gây cái khó chịu của mọi người khi mà tiếp xúc với chúng ta. Do vậy nếu như các anh em nào có ý định mua chai nước hoa này và sử dụng bình thường thì mình nhắc lại, chúng ta phải hết sức chú ý cái số lần xịt, cái liều lượng xịt làm sao để cho nó phù hợp. Và mình nhắc lại, nếu như không, chúng ta sẽ rất dễ gây cái khó chịu cho mọi người khi ngửi. Bởi vì thực sự cái chai này tỏa ra cũng khá là dữ dội. Và đấy là cái điểm mình cảm thấy không tốt duy nhất ở chai nước hoa này. Tổng kết lại, đây có phải là một chai nước hoa đáng mua hay không? Thì cá nhân mình, đối với mình là một người không quá thích những chai nước hoa clone. Mình nói rõ là mình không quá thích những chai nước hoa clone. Bởi vì mình luôn cho rằng chỉ cần chúng ta bỏ ra công sức một chút, chúng ta sẽ vẫn có thể tìm được những cái chai nước hoa với cái mức giá không phải là đắt. Chúng ta sẽ có những cái mùi hương nó độc đáo, nó không bị đụng hàng và cũng rất là xuất sắc. Và đấy là cái quan điểm của mình. Nhưng đối với các anh em nào chỉ đơn thuần là dùng nước hoa, chúng ta chỉ cần 1, 2 chai, 3, 4 chai, 5, 6 chai và để phục vụ cho cái nhu cầu hàng ngày của chúng ta, thì đây là một chai nước hoa rất rất là đáng mua. Bởi vì như mình đã nói, cái mùi hương của nó rất là ok, hiệu năng mùi rất là tốt, sự linh hoạt mùi cũng rất là cao. Thì mình cho rằng những anh em nào sử dụng nước hoa bình thường rất nên có chai nước hoa này. Còn ví dụ như mà để mà có một cái quá trình sử dụng nước hoa, chơi nước hoa lâu rồi ấy, thì mình không khuyến khích các anh em mua chai nước hoa này. Bởi vì như mình đã nói, chúng ta hoàn toàn có thể tìm được những chai nước hoa không phải là clone với mức giá ngang bằng. Và điều cần duy nhất đó là chúng ta phải bỏ ra thời gian để mà tìm hiểu. Còn lại, với những anh em nào sử dụng bình thường thì mình cho rằng đây là một chai nước hoa rất rất đáng mua. Đấy là cái kết luận của mình về chai nước hoa này. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em Amaf Club de Nuit Large. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.